Mỹ dư vaccine mà phải bỏ tiền ra mua giấy chứng nhận tiêm vaccine nhưng mà cái vấn đề dư vaccine nhưng mà tụi nó không có chịu tiêm á không hiểu không nó cái vấn đề nằm chỗ đó đó à, số người mua giấy chứng nhận đã tiêm là làm vậy tổn hại đến một số người mắc covid thì xin nghi ngờ thuốc kém hiệu quả thì nói chung thì ở bên Mỹ nó mới bị lộ ra cái vụ này nó khoảng chừng mấy ngàn người mua giấy thì nó bị đã, đã bị công an khởi tố điều tra rồi các bạn nó phạm pháp nha chứ không có gì trên trọi đó không hiểu sao Mỹ có vaccine xin mà còn có giấy thông hành giả, tức là những người đó người ta anti vắc xin. Những người đó người ta không chích vaccine Đúng không? Nhưng mà tâm người ta chạy cái tờ giấy đó để người ta đi làm. Đó. Hay là mục đích gì đó nên nó bị phát hiện ra thôi. vaccine Việt Nam được uh, gì được uh, được hội đồng đạo đức phê duyệt rồi. Ô oh, yeah, cái này lâu rồi bạn, có từng nữa. Gì uh, đại sứ quán Trung Quốc cà khịa dân Sài Gòn kén chọn vaccine trên Facebook rồi bị lại bị gỡ bài Việt Nam không đưa ra bình luận vì sao? Ủa cái chuyện Việt Nam ngoại giao sao cần phải báo cáo với mày không? Ủa mà năm mày hỏi cái câu này không có tư cách buồn cười ghê nhỉ Tự nhiên Việt Nam ngoại giao làm sao cần phải báo cáo với từng thằng như mày chứ thấy vô lý á Cái đó không mình nói thiệt Thí dụ như bây giờ á Mày hỏi đi Cái ông ông bộ trưởng của Mỹ, ông ngoại trưởng của Mỹ đó Ông có cần phải báo cáo với mấy thằng dân Mỹ không Ông, ông thăm nước nào thăm nước kia kệ bà đó là quyền của ổng quyền của chính phủ ổng không mày không thích thì năm sau mà đừng bầu nữa ví dụ vậy ví dụ nếu mà có quyền có lá phiếu này nọ kia tự nhiên giờ cái chuyện nhỏ chuyện nhặt chuyện a chuyện b chuyện c chuyện râu ria cấm lợn bay vô hỏi tại sao thôi trời tao cũng biết mà dựa trên gì mà mày hỏi nữa em vậy mà em nói trọng tâm gì mà trọng tâm cái này không có trọng tâm à, vấn đề ngoại giao không cần phải báo cáo cá nhân nhưng cũng nhưng nếu cần thiết phải công báo thông thông cáo báo chí thì đúng rồi mày nói là nếu cần thiết còn này chưa cần thiết đúng không còn không bây giờ có một cách dễ lắm đó giờ mày làm phóng viên đi đúng không khi mà bộ ngoại giao đi đi họp báo đó thì mày vô mày đặt câu hỏi chứ tự nhiên mày mày đặt câu hỏi bộ ngoại giao mà mày không hỏi bộ ngoại giao mày hỏi tao mày thấy mày có mày mày mày, có bình thường không đúng không các bạn đúng không cái chuyện của bộ ngoại giao mày thích mày vô mày hỏi bộ ngoại giao đừng hỏi tôi có mấy đứa phản động hỏi sao không lấy chùa làm khu cách ly đam nó còn sao anh bây giờ em hỏi ngược lại tại sao cha mẹ mày đẻ ra mày thí dụ như bây giờ nó hỏi sàm thì em phải hỏi nó, em đam nó lại bằng câu sàm khác đúng không vậy thôi chứ giờ <laughs> cái gì tụi, nó là gì tụi nó đang dạy chính phủ chống dịch đúng không tụi nó đang đặt cái, những cái câu hỏi ngu ngơ 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 gì đó nó kêu mình trả lời ủa tại sao phải trả lời theo theo, theo nó thai phụ nhiễm covid không có máy thở kìa lên đài á châu mở mang đi di nguyễn ui đài á châu đài phản động mấy bạn đối với mình đài á châu đài phản động mình không có khe còn cái chuyện đó cái chuyện đó có hay không có thì để phải xác minh điều tra và làm rõ còn nếu mà có rồi thì để nhà nước xử lý vậy thôi phản động như mày đi ra cái đài phản động nghe thấy phát chán mệt toàn là mấy anh sủ nhi nó làm video về Việt Nam không rồi ơi à, giờ dân Sài Gòn Việt Nam thèm ăn gà hai đô lắm đây ăn mì gói 40 ngày rồi à, ai khịa gà hai đô vậy ta tao khịa nè tao khịa gà hai đô nè không anh khịa, anh mày khịa gà hai đô nè nhưng mà anh mày đâu có ăn mì gói đâu mày khịa lộn người rồi con hết trời, trời nên cái câu đam được của em nó vô giá trị nó nó vô giá trị người khịa gà hai đô là anh chừng nào ăn anh anh ăn mì gói á, thì cho mày khịa lại còn đằng này tao vẫn uống tru phít mà mày đúng không tao vẫn uống tru phít mà tao vẫn uống sức bbt mà vẫn uống vitamin mà đúng không nó vẫn uống giảm mỡ mà đúng không vẫn uống bổ xương mà đúng không nó đầy đủ thiếu gì đâu sơn tây sẽ cà khịa vụ covid sài gòn đó năm ngoái ghế to năm nay thua cà khịa làm được cái con khỉ khô gì đúng không ông thấy quân đội người ta vô người ta đồng hành với với thành phố hồ chí minh nó còn ở bên Mỹ thì sao ở bên Mỹ quân đội nó lo bắn, nó bắn dân không à nó nó lo bắn người yêu nước đó không Trump nói như vậy tôi nói nha các bạn ở bên Mỹ quân đội lo bắn người yêu nước cái bà gì đó mà chết đó. bà đó bà là người yêu nước gì đó hiểu không cà khịa tao có cà khịa lại sợ gì đụng chạm tới quê hương đụng chạm tới đất nước là bật thôi à không có mắc gì phải ngán các bạn đúng không các bạn hợp lý không bây giờ tôi nói các bạn hợp lý không đủ sống quan trọng nhất đó là tình người tình đồng bào mẹ nội cái đó là bên Mỹ nó thua là cái chắc bên Mỹ làm gì có khái niệm đồng bào đồng bào là gì đó không giờ có còn Việt Nam mình có khái niệm đồng bào đó bữa nay quân đội vô rất là đông các bạn nghe đâu gỡ chừng 10.000 người giống đùa đây nha con nên mấy phản động cà khịa thế giờ thứ thứ nhất á tụi bay cà khịa về cái sự đau thương của Việt Nam mà tụi bay đủ mất dạy rồi cái đó là cái số 1 đúng không mà cái số 2 mà cà khịa thua nó mới đau chứ đúng không các bạn đúng không bây giờ mày mở mỏ rồi mà nói tiếng Việt mà mày cà khịa về đất nước là kể giờ mày mất dạy rồi cái điểm đó khỏi cãi còn nếu mày mày mà mày mở miệng ra mà nói tiếng anh tiếng campuchia tiếng thái đó ok cái đó là quyền của mày còn bây giờ mà đã phải dùng cái chữ tiếng việt ra comment dùng tiếng việt để nó nói mà đi cà khịa cái nỗi đau của đất nước đi cà khịa nỗi đau của dân tộc đi cà khịa nỗi đau của toàn dân là cái thứ này là thứ 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 ba chấm à, mà cà khịa thua chứ không phải ăn ví dụ như cà khịa ăn thì cũng được đi cà khịa thua Thôi đời nó vậy đó bạn ơi đúng không ít ra việt nam mới có thảm việt nam mới có thảm và khổ trong giai đoạn gần đây thôi còn hả ví dụ như bạn Mỹ kìa Trời ơi, năm ngoái cũng khổ năm nay cũng khổ chừng nào hết khổ mà đỡ công vẫn thấy tăng đều đều à thì cái đó là vấn đề vấn đề của các bạn đúng không mình nắm cho mình không có khẽ rồi các bạn giải quyết sau đó là chuyện của các bạn ok à, quân y mặc quân phục vì xem đây là trận đánh à, mặc như vậy để tăng tinh thần đúng không anh tăng cái đầu mà chứ tăng quân đội người ta luôn nghiêm túc mày tưởng đâu quân đội là chỗ để cho mấy anh sủ nhi như mày vuốt râu hả ngày mai ngày, ngày, ngày mai là ngày 23 rồi kìa mấy em không tin mấy em ra mấy em nhờ với quân đội thử một cái coi cái 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 kết nó làm sao à, 15 tháng 9 này chắc mở lại dịch vụ thiết yếu trước quá chứ phải đầu tháng 10 kệ nó đi lại được là ok bạn ơi đi lại giống như chỉ thì 15 thì cũng được à, dân trọ quận 7 được quân đội phát quà và 12 1,2 triệu luôn anh ở à, giờ quân đội thầu hết rồi đó em à, đợt dịch này sao không thấy nghệ sĩ làm từ thiện anh cũng có một hai người làm đó em chứ sao em nói gì được anh thấy cũng có một hai người làm mà gì em chích Moderna liều 2 bị sốt lạnh anh Duy chắc dài bữa hết gì lo em ở vì miền Nam mà miền Nam kiểm soát dịch thật sự là quá yếu kém so với miền Bắc của chúng tôi cái này là bạn Nguyễn Văn Minh comment nha các bạn đây là ý kiến bạn Nguyễn Văn Minh trên màn hình nha các bạn nói chung thì comment câu này là phản động thôi chứ không có người bắt nào comment vậy đó không có người bắt nào comment vậy đó, tại vì giờ người người bắt người bắt chân chính nên ta mắc đi chi viện cho miền Nam rồi các bạn hiểu không người ta tạm biệt gia đình người ta nam tiếng rồi chứ còn thằng này là người phản động chứ người bắt gì ba nó nói gì nó chửi mỹ mà xài đồ mỹ không biết nhục nó có hai vấn đề sao nhục được đúng không tao là người việt nam mà tao có tiền tao xài đồ mỹ là kể như mỹ màu như mày thèm chảy ke đúng không các bạn cái điểm là điểm thứ nhất rồi cái điểm thứ hai nữa đó ở cái điểm thứ hai á đúng không giờ tao chơi với mỹ đế tao không chơi với mỹ màu mà mỹ đế nó cũng chơi với tao chứ nó không chơi với mày nhục thứ hai rồi một từ số 1 thì số 2 khi suy ra mày thua tao hai không si ra mày thôi mày thua tao hai không mày si ra mày quá ngu nó mà, tại sao mỹ đế nó chơi với tao mà nó không chịu chơi với mày cái điều đó điều cực kỳ quan trọng tại sao thằng mỹ đế nó vô nhà của tao nó ăn cơm của tao nó chụp hình chung với tao nó còn thanh kiều tao nữa mà sao tại 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 sao cái thằng mỹ đế nó, nó không vô nhà mày chụp hình với mày ăn cơm mày thanh kiều mày đúng không hợp lý không mấy bạn nó tao còn nhớ tao dẫn mỹ đế đi khắp sài gòn khắp thành phố hồ chí minh và ngược lại tao qua miami tao cũng ăn nhậu này nọ nó cũng bao tao của số kỹ ta sao nó không dẫn mày đi vậy? còn giờ tao có tao giàu tao có tiền thì tao mua hàng mỹ đế tao trả bằng tiền tại sao mày không có tiền mày mua? mày, mày ngồi đây mày khóc đó vậy đó bạn ơi chung xã hội nó giờ nhiều thằng nó rồi đó nó 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 nó, 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 nó gà tô nó ghen ăn tất cả này nọ kia rồi nó cà khịa vậy thôi chứ tụi nó tầm gì chơi với mỹ đế cái đó mình nói thiệt cái gì lập phu Hô mà lập phu Hô like được nhiều yêu mà nói phá kỷ luật chị hàng mấy em Nó xạo là lóc nha cái gì mày mày giàu hơn nghệ sĩ gáy mỏm mà không làm từ thiện quái mày mày tao muốn đưa ra mà sao mày cứ mấy cái này thì có nhiều không hả à? chơi là phải chơi giày nè mấy em chán mấy em quá à. mấy em ăn là tối ngày mấy em cà khịa hoài à đúng không chơi là phải có quốc quy vậy đó tao khổ tụi mày ghê rồi tụi mày ăn là tụi mày để tao làm từ thiện phải báo cáo với mày cái chuyện anh là doanh nghiệp thành đồng hành chung đất nước thôi cần gì phải báo cáo với mấy em đúng là mấy em bay sủ nhi chừng nào tôi bay thí dụ giờ mấy em nè muốn muốn cà khẽ anh đúng không thách đấu nè bây giờ tụi em làm livestream tuyên bố tụi tao thách thằng duy nguyễn làm từ thiện 100 triệu đó ok đưa chúng lên dân với hậu khẩu ra anh sẽ lên mạng anh rép mày bỏ rằng trăm triệu tao cũng bỏ rằng trăm triệu chơi mày giờ chuyển phiền chuyển tiền vô mặt trận tao quốc liền khỏi có lâu và lắc đúng không như vậy thì mới mới là chất à, cuộc sống giờ nó như vậy thôi mấy bạn hơi đâu mà nó mỏm với mấy này mới mệt quá